Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ xuồng Tano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Kitchen. Đây là một buổi trưa của ngày 8 tháng 10 năm 2022. Là bên Trung Tính Composite có một anh khách ở Sóc Trăng đến tại cửa hàng của Trung Tính để ủng hộ nguyên trọn bộ máy Hinota 7 mã lực ở cốt thẳng này ha các anh chị. Và anh dùng là bố đạn, hiện tại là máy đã được thử cho anh và chạy rất là ok ha các anh chị. Đồng thời đó là anh khách bên em cũng ủng hộ luôn là một cái vỏ lãi với kích thước là 5.9 nguyên trọng bộ này chạy về Sóc Trăng. Thì mời các anh chị cùng xem hết clip của ngày hôm nay để có thể là thấy nguyên trọng bộ trong clip này. Thì hôm nay em cũng sẽ là báo giá luôn cho các anh chị để anh chị mình có thể là yêu thích cái mẫu máy cũng như là mẫu vỏ bằng với kích thước của anh thì có thể là tham khảo luôn các anh chị. Ở cốt thẳng và cốt láp là dài 2m. Cùng với đó đây sẽ là một cái vỏ lãi đến từ kích thước là 5.9 của anh, sắp chuẩn bị là đặt cái máy xuống dưới vỏ này để là chạy nguyên trọn bộ về luôn các anh chị. Thì đối với chiếc vỏ lãi kích thước 5.9 này là một trong những cái vỏ lãi kích thước rất là vừa vặn đi lại trong mẫu vỏ lãi các anh chị, được sự ủng hộ rất là nhiều của anh chị khách bên em. Thì chiều rộng ngang của chiếc vỏ lãi phiên bản vọt ngày hôm nay, khách bên em là anh Ngoan ở Sóc Trăng ủng hộ là chiếc này là rộng 90cm, chiều cao là 35cm là các anh chị. Với sức tải là từ 550 lên đến là 600kg cho các anh chị mình luôn. Và một chút xíu nữa thì anh sẽ đặt cái máy lên, thì anh chị cứ xem hết clip và hình dung được cái hình ảnh của chiếc vỏ lãi 5.9 khi mà xuống nước là như thế nào ha. Cùng với đó là một bộ máy Hinota thì sẽ rất là đẹp và phù hợp cho chiếc vỏ lãi ngày hôm nay của anh khách bên em luôn. Và đây là hình ảnh nguyên trọn bộ của chiếc vỏ lãi với kích thước là 5.9. Thì cái máy Hinota 7 mã lực ở cốt thẳng hiện tại là đã được đặt xuống cái vỏ lãi của mình rồi hết các anh chị. Thì sẵn tiện trong quá trình mà chuẩn bị là anh chạy về Sóc Trăng, hiện cũng xin quay và giới thiệu cũng như là báo giá đến quý anh chị mình để mình có thể là sở hữu một cái bộ giống như cái kích thước là dài 5.9, chiều rộng ngang là 90cm với chiều cao là 35cm. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc mình sở hữu chị với giá là 9.9 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 9.3 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 8.7 triệu và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 9 triệu. Thì giá bên trên là bên em đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo cho các anh chị là một cây dầm, thì anh chị có thể là lựa chọn dầm gỗ hoặc là dầm nhựa này các anh chị, tùy ý các anh chị. Và tặng cho kèm theo cho các anh chị luôn là một ngõng máy và cục thun. Thì ngõng máy và cục thun là lúc này là các anh chị mình là đặt vào trong cái chỗ cái nền máy ở phía sau để chống bào mòn khi mà mình đặt cái máy lên hết các anh chị. Và nguyên trọn bộ máy này thì anh chị mình khi mà sở hữu bố đạn giống như anh khách của em ở Sóc Trăng này thì chỉ với giá là 6.8 triệu, còn anh chị mình sở hữu cắt đăng thì chỉ với giá là 6.7 triệu. Thì giữa cắt đăng và bố đạn chỉ chênh lệch nhau 100.000 thôi. Thì nếu như được em khuyên các anh chị là nên sử dụng là bố đạn để cái độ bền của mình là tăng lên kéo dài hơn cho cái máy của mình chạy là nó xây tốt hơn ha các anh chị, chỉ thêm 100.000 nữa thôi. Tuy nhiên là cái độ bền gấp 3 cũng lần luôn, thì cái khoản này là em khuyên các anh chị là nên đầu tư luôn. Thì đâu đó trong trọn bộ này chỉ với là 10 mấy triệu thôi các anh chị. Tuy nhiên là anh chị sở hữu về cho mình là nguyên trọn bộ rất là chất lượng và sử dụng để làm cổ luôn ha các anh chị. Thì đối với một cái khoản đầu tư này rất là xứng đáng để anh chị mình có thể là sở hữu là một cái công cụ để mình đi tới đi lui và làm việc ha các anh chị. Thì để đặt hàng giống như anh khách anh Ngoan này ở bên em thì các anh chị chỉ cần liên hệ vào số điện thoại là 0923451926 hoặc là 0939333400. Số điện thoại em có để trên màn hình đó, các anh chị sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các anh chị cũng như là cùng anh chị mình chọn ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu đi lại của bên mình luôn. Và đối với đặt tiền hàng cũng như tiền cọc bên Trung Tính Composite thì các anh chị chỉ giao dịch đúng một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tiết Chính ha. Thì để tránh trường hợp thất lạc số tiền cọc cũng như là tiền hàng thì anh chị mình lưu ý cái điều này giúp em nha. Và để xem nhiều clip hơn về những cái hoạt động hàng ngày giao hàng cũng như là sản phẩm mới báo giá cho các anh chị thì anh chị xem xong clip nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video này của em nha. Để sắp tới là em sẽ đăng ra nhiều clip hơn để mình có thể là xem thì những cái sản phẩm này mình đăng ký và xem miễn phí mà các anh chị. Thì đối với dòng máy Hinota là được sự tin tưởng và ưa chuộng rất là nhiều do là Trung Tính Composite lúc nào cũng là cung cấp máy chính hãng đến quý anh chị ha. Thì đang trong quá trình chuẩn bị nguyên trọn bộ này, anh khách chạy trở về Sóc Trăng thì cũng có một anh khách nữa lại cửa hàng em ủng hộ một cái máy Hinota với mã lực là 7 mã lực rồi các anh chị, đang gáp và chuẩn bị là giao đi cho anh.
ngoài những anh chị ở gần tại cửa hàng của em là ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, các anh chị đến tặng nơi ủng hộ ra thì có rất là nhiều anh chị khách ngày hôm nay là ngày 8 tháng 10 cũng được giao đi những cái đơn hàng là trọn bộ máy đó các anh chị. Đầu tiên thì là anh khách bên em tên là anh Hoang ở Hưng Kê, Hà Tĩnh là ủng hộ bên em là một cái dàn lắp cho máy Honda 5HB xéo anh xài bố đạn và chân vịt thái luôn các anh chị. Thì em sẽ đóng nguyên trọn bộ giống như vậy cho anh, là đảm bảo cái chất lượng bên trong để giao đi tới cho anh. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn anh Hoang ở Hà Tĩnh. Tiếp đến ngày hôm nay đi đơn luôn sẽ là cho anh Nguyễn Văn Tấn ở Quảng Ninh, Quảng Bình, là anh ủng hộ một bộ máy 6.5 xéo nguyên bộ, anh xài bố đạn các anh chị. Thì đối với nguyên bộ trong đây là máy đến từ thương hiệu là Yokohama, thì được giao đi cho anh là 6.5 xéo anh xài bố đạn luôn. Thì đối với bộ này chỉ với giá là 5.4 triệu giao đến cho anh ha. Trong bộ máy này thì em có tặng chân vịt nhớt đầy đủ hết cho anh. Thì khi anh chị sở hữu một bộ giống như vậy chỉ với giá là 5.4 triệu là về mình đổ xăng vô đi thôi các anh chị, đầy đủ trọn bộ inox cho các anh chị mình luôn. Và tiếp đến đây sẽ là một cái máy giao đi cho chị khách bên em tên là chị Trang. Thì cái địa chỉ cũ đánh dấu tích như vậy là chị khách đây là chị khách cũ của bên em hả các anh chị. Thì lúc trước là chị đã ủng hộ một cái phương tiện thủy thêm nhớ là cái vỏ lãi các anh chị. Thì ngày hôm nay là chị ủng hộ lên thêm một bộ máy nữa. Đây là máy 6.5 đến từ thương hiệu là Yokohama, và chị xài cái bộ lắp là 2m5 hả các anh chị. Thì đối với cái bộ của chị ngày hôm nay là chị xài cốt hẳn nha. Thì đối với bộ mà 6.5 ở cốt thẳng này gửi đến cho chị là chỉ với giá là 4.6 triệu dành cho những anh chị xài bố đạn. Còn mà mình xài cắt đăng thì chỉ với giá là 4.5 triệu. Và khi mình xài cái phương tiện thủy mà dài mình xài lên đến là 2m5 đó các anh chị, thì chị phát sinh thêm cho các anh chị là 400.000 nữa thôi. Tiêu chuẩn giá em báo cho các anh chị 4.6 triệu là dành cho láp dài 2m. Mình xài 2m5 thì mình cộng thêm 400.000, xài 2m3 thì cộng thêm 200.000 hết các anh chị. Và tiếp đến ngày hôm nay đi trong ngày 8 tháng 10 luôn là sẽ được giao đi cho một anh khách bên em tên là anh Đức. Thì anh Đức này là ở Ninh Hải, Ninh Thuận các anh chị. Anh ủng hộ bên em là một bộ máy Hinota 13HB xéo, láp dài là 3m ha các anh chị. Và ủng hộ luôn là một chiếc cano 4m5 ở phiên bản cao nước. Ngoài gửi đến các anh chị những cái phương tiện thủy ra thì bên Trung Tính Công Xít là còn là cung cấp những cái phụ tùng nông ngư cơ bằng chất liệu là inox và những cái đầu máy chính hãng ra. Thì khi anh chị sở hữu nguyên trọn bộ giống như vậy về mình chỉ cần đổ xăng cho đi thôi các anh chị, rất là tiện lợi cho các anh chị mình ha. Thì trong đây sẽ là một cái đầu máy đến từ thương hiệu là Hinota 13 mã lực các anh chị. Đó. Thì đây các anh chị nhìn đỡ giúp em nha, do là đóng hàng đi rồi. Và anh yêu cầu bên Trung Tính Composite là làm cái dàn láp này cho anh bằng chất liệu inox 304 này ha các anh chị. Đó. Thì anh chị mình có nhu cầu sở hữu những cái bộ giống như vậy thì cứ liên hệ một số điện thoại ở trên màn hình của em, sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các anh chị, cũng như là cùng anh chị chọn ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu đi lại của bên mình. Thì đã được lên xe hết các anh chị, sau đây thì em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và xem clip của em ngày hôm nay. Anh chị nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ phía bên dưới video này để sắp tới là em đăng ra nhiều clip hơn, anh chị mình có thể là theo dõi ha. Sau đây là em xin chào ạ.